Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo, bác xin chào tất cả anh em nhá. Để chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ lại thực hiện cái clip mà theo như anh em yêu cầu, đó là bắn M700 ở trong cái phòng C4. Ngày hôm nay đi cùng mình là thanh niên 36 Kim Chi nhá. Thanh niên này là phó clan ngày xưa ở bên God Food Slab mà mình đã xóa clan rồi. Lâu lâu hắn nghỉ game, hôm nay ăn on này hắn lại rủ mình anh em ạ. Để hôm nay cho hắn đi bắn cùng luôn. Bắn M700 ở cái trung cấp 110 này thì hên xui nha anh em nhá. Giao lưu với nó bảo là cho tao lên TV một ván. Thật là ok. Tiện hôm nay mình làm luôn cái clip M700 và C4 cho anh em coi. Lâu rồi không có làm. Thế là anh em cứ dục cứ bảo là anh không làm. Chạy đi, tao chạy cầu. À, định mệnh hay nhờ. Đấy, bắn ở cái trung cấp 110 thì nó chỉ là hên xui thôi. Mình không hứa trước là mình sẽ lấy được top, nhưng mà cố gắng không âm mạng là được. Má, trong cái vương bê. Bên kia mấy thanh niên bắn tốt phết nhỉ. Chúng ta đánh nước đây. Đánh hẻm B khả năng là không ổn. À, đánh nước khả năng còn cơ hội tí. À, một viên. Một viên. Ôi định làm gì anh ơi? Định mệnh. Chơi bẩn thế nhỉ? Anh Kozola. Định mệnh chơi bẩn thế thì sao chơi? Đã chấp M700 rồi, ông lại còn rút cận chiến rồi ông bả thì đỡ thế đéo được. Hay quá rồi. Mỗi mạng chỉ mỗi một hiệp chỉ làm với một bé thôi anh em ạ. Thế là ông ấm lòng rồi. HL này. Hay quá bạn ơi. Cái đéo gì vậy? Con này bắn ghê thật. Cái máy nó bắn spam hay là nó bắn nhìn thấy mà nó bắn ghê vậy? Đéo hiểu vừa lấy cái quả vừa lấy là thằng kia nó bắn spam, bắn rùa hay là mẹ nó bắn ấy. Nếu mẹ vừa chạy ra cái headshot ngay. Còn chưa kịp nhìn thấy nhau chứ anh em ạ. Liên Son Goku này vẫn đang thủ dâm ở nhà. Những cái môn cơ bản đó là thủ dâm và quay tay. Nhưng mà anh thủ dâm quay tay nhưng mà vận may vẫn không đến, anh vẫn làm sấp. Tiếp tục băng nước. Băng nước khi nào băng được thôi anh em ạ. Mà cầm M700 là phải phong cách rút hổ báo anh em ạ. Có thằng lúp ở góc B này. Nhô ra hộ 40 cái. Canh. Rồi chạy đi đâu, đi đâu. Có thằng ở trong góc này, có thằng ở trong góc này. Bình tĩnh nhá, thay cái đạn cho đẹp trai đã. Ờ, ra. Headshot anh em ạ. Ờ, định mệnh. À, 72 máu kìa. Bắn M700 nó hơi thiệt. Định mệnh. Ôi ôi cái gì vậy? Để công mệnh nữa chứ nè. Ngoài hoàm thế nhờ. Trung cấp 110 tao này. Này né thằng hack thằng cái nào. Định mệnh nhá. Mà chán đời chưa kìa.
Chết hai ván liên tiếp với thanh niên này. Mày oan uổng quá, oan uổng quá. Trừ hai mạng ra nhanh em nhá. Địch mệnh. Bắn mình còn 19 máu luôn. Địch công mệnh. Băng lên hẻ 3 đi. Ờ xe hai thằng luôn này. Ui hai thằng trúng luôn rồi. Một thằng. Nào ra đây ra đây. Rồi hai thằng luôn. Quá thơm luôn anh em ạ. Ờ núp trong B, núp trong B. Headshot. Ở 700 bắn khá là phê đấy. Đánh thẳng hẻm B này. Úi giời ơi, ông A Vinh này ông có cay ghê nha. Lúp hả mày? Cầm M700 thì anh em đừng có thủ. Anh em rút lên ăn được thằng nào thì ăn. Rồi một viên địch mệnh. Toàn hỗ trợ thôi. Anh em rút lên ăn được thằng nào thì ăn. Không ăn được thì thôi anh em ạ. Chứ định mệnh mà thủ thì không ăn được đâu. Cái đầu, cái đầu, cái địch công mệnh. Cứ ngồi ngồi nhấp nhấp cái đéo gì đấy. Địch công mệnh. Bắn ba thằng mất máu rồi chứ. Má nhắm vào cái đầu mà không được. Thôi bỏ đi, không nhắm đầu nữa. Địch mệnh. Má nó cứ nhấp nhấp khó bắn cái đầu quá. Không bắn đầu nữa nhá. HL này. HL này. Rồi trúng một viên rồi. Một viên. Một viên định mệnh lại hỗ trợ mạnh. Hỗ trợ nhiều quá anh em ạ. Anh em ép lên bắn cho nó sung đi. Bắn BL bắn thủ này nhìn nó chán đời lắm. AB lại, AB lại. Mấy thanh niên này hình như không biết AB ở đâu thì phải anh em ạ. Trời định mệnh bắn kéo cần delay luôn. Không gắt vậy. Không chuyển lap luôn. Định mệnh lại trúng rồi kìa. Lại chạy luôn rồi. Xe này, lúp xe này, rượu vodka. Má, toàn trúng một viên thôi, cay nhờ. Bọn bên kia nó bắn cũng tốt chứ, nó bắn mà trượt mình một viên là mình dã là viên thứ hai là nó hẹo rồi. Nhờ bên đó họ bắn cũng tốt quá. Mình bắn họ một viên là họ cũng bắn mình một viên luôn, định mệnh. Đấy lại trúng.
Ờ định vậy. Cái thằng ấy có mốt cái góc ấy, núp chuyên núp ở góc ấy nhờ. Vừa lại chết ở góc. Chưa sợ. Chưa sợ à. Định vậy. Bỏ thằng đấy luôn. Bắt AB. Bắt AB định vậy. Liều vãi trường. mình định hốc cái thằng AB rồi. À, thằng ở trong B nó tỉnh quá định vậy. Má cái thằng. Cái thằng đấy bắn 99 mà không chết. Thịnh mệnh bắn 10 hiệp mà 13 kin cầm top anh em ạ. HL này. Rồi chúng mẹ thôi. Má mình phải làm 20 kin hỗ trợ đấy. Em B này. Bình tĩnh nha. Đầu A này. Định mệnh. Cái thằng rượu vodka là chuyên ở góc này và cái thằng thằng top bên nó chuyên núp ở trong góc B. Lộn mẹ nó 99. Úi giời. Lại ông Lucky. Ông này hình như là có xem YouTube của tôi không mà ông này cũng làm định làm cái clip như của tôi là bắn không cần delay thì phải anh em ạ. Bây giờ ép phải nhiệt đấy, ép nhiệt thì mới bắn được. Chạy lên quận à. AB lại ngồi này mày. AB lại kịch bậy, AB đông quá. Em mong làm 3 bé anh em ạ. Chưa được 30 giây. Rồi HL lại. Nào, nhấp. 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 Vỡ đầu chưa? M700 lại bắn headshot rất là thích nhá. Nhưng mà anh em phải slap cơ chứ mẹ, bật tâm kê kê nó cứ di chuyển khó bắn lắm. Mình slap thì slap được nhưng mà bật tâm mà kê vào đầu thì khó. Mẹ nó đứng nguyên thì mới kê được vào đầu. Rồi. Trong B lại, ôi trúng một viên rồi. Trúng một viên rồi. Định mệnh nó bắn tốt quá. Trong B kìa. Thằng thiên ốc này. Rồi. Hẹo lại, hẹo lại. Hẹo này. Ờ. Đây là cu thiên. Làm gì? Nó bắn chết giờ. Rồi. Còn đây là tình huống thiên là quyết định là chạy về cầu A nhặt C4 anh em ạ. Chạy đi, chạy đi đâu. Cao B này. Địch mệnh. Thế mà để mất hàng chứ. AB có đấy, AB có đông đấy. Đông đấy, một thằng mất máu. Địch mệnh. Địch mệnh. Địch mệnh. Ma điên nhỉ. Tiếp tục tổng kết lốt trận nhá. Nhanh chân nhanh tay lên nào, tổng kết để tôi kết thúc clip nào. Lao lên mà vã. Vã được định mệnh. Vã được thằng nào thì vã, không vã được thôi anh em ạ. Mày quá phân tốp.
Đấy mà ông làm 20 kill. Mẹ bắn vã mồ hôi ra anh em ạ. À, có lẽ là cũng win rồi anh em ạ. À, clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Anh em nếu mà thấy hay nhớ cho mình like, subscribe, ủng hộ kênh nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.